Chương trình Alo Bác sĩ sẽ cùng với quý vị và các bạn tìm hiểu về bệnh lý đục thủy tinh thể qua phần gặp gỡ tiến sĩ bác sĩ Lê Minh Lý, trưởng bộ môn mắt trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Thưa bác sĩ Lê Minh Lý, đục thủy tinh thể là tình trạng bệnh như thế nào và gây nên bởi những nguyên nhân nào? Chúng ta đã biết thì thủy tinh thể nằm ở trong cái nhãn cầu của chúng ta. Cái nhiệm vụ của thủy tinh thể, chức năng của thủy tinh thể đó là cho ánh sáng đi vào mắt. Thứ hai nữa là chức năng hội tụ để giúp cho cái ảnh nó rơi đúng vào vùng quan điểm để chúng ta tiếp nhận được cái hình ảnh đó, thì góp phần tức là chức năng điều tiết. Tức là khi chúng ta nhìn gần hay là nhìn xa thì thủy tinh thể cũng phải tăng cường hoạt động để làm sao cho cái ảnh lúc nào cũng rơi đúng trên vào vùng quan điểm để chúng ta nhìn rõ. Giống như là chúng ta xem tivi hoặc chúng ta đi ngoài đường hoặc là chúng ta đọc sách, quá trình cái khoảng cách nó xa gần như thế thì thủy tinh thể lúc nào nó cũng hoạt động hết để giúp nó điều chỉnh, tức là ánh sáng nó vào mắt đúng vào vùng quan điểm để chúng ta nhìn thấy rõ. Như vậy thì trong những trường hợp mà bác sĩ vừa chia sẻ thì đối tượng nào là có nguy cơ mắc nhiều nhất, và khi mà mắc phải tình trạng này thì sức khỏe của người bệnh sẽ bị ảnh hưởng như thế nào? Đục thủy tinh thể thì đối tượng mà thường gặp nhất đó là những người cao tuổi. Thì chúng ta theo thống kê đó thì chúng ta thấy nếu mà tỷ lệ mà đục thủy tinh thể ở người cao tuổi đó, thì nó tăng dần theo tuổi. Như là khoảng 50 tuổi thì cái tỷ lệ vào khoảng 30%, nhưng mà khi lớn tuổi lên tức là khoảng 60, 65, 70 thì cứ hai người thì khoảng có một người bị đục thủy tinh thể. Triệu chứng âm tính mà lúc nào bác sĩ khi người ta hỏi đó là triệu chứng đau nhức là bệnh nhân này hoàn toàn không có. Thành ra chính vì vậy không có gây khó chịu nhiều lắm cho người bệnh. Thì do vậy chúng ta đến bệnh viện thì khi đôi lúc là nó hơi trễ. Như vậy thì bệnh này, bệnh đục thủy tinh thể có điều trị được không ạ? Thì trong cái bệnh lý ở mắt thì đục thủy tinh thể đây là một cái bệnh mà dễ điều trị nhất. Và nó đem lại cái hiệu quả cao nhất so với một số bệnh lý khác ở mắt. Thì trước đây do cái phương pháp mổ chúng ta chưa tiếp cận được, nhưng mà ngày nay thì cái phương pháp mà điều trị đục thủy tinh thể này đó thì chỉ có phương pháp duy nhất đó là mổ. Và đặc biệt cái phương pháp mổ mà bà con chúng ta thường nghe đó, đó là hút cườm, tức là mổ bằng phương pháp pha cô. Tức là dùng một cái máy đưa vào trong mắt qua một cái đường gạch nhỏ ở giác mạc để mổ. Thành ra chúng ta thấy là cái phương pháp này rất là hiện đại, và hầu hết tất cả các cái tỉnh thành ở đồng bằng sông Long ta thì đều có máy này và có khả năng điều trị được. Bệnh này có thể phòng tránh được không thưa bác sĩ? Thì chúng ta thấy bệnh này cái khả năng phòng tránh đó, thì so với những cái bệnh lý khác đó thì ít hơn. Tại vì nó liên quan đến tuổi. Liên quan đến tuổi già. Vấn đề mà dinh dưỡng khi người già cũng không được tốt lắm. Rồi vấn đề mà chuyển hóa người già nó cũng không được tốt so với người trẻ. Do vậy là trong quá trình mà còn trẻ thì khi chúng ta ra đường thì chúng ta hạn chế những cái tia mà có hại cho mắt đó, thì nên là chúng ta mang cái kính râm để làm sao góp phần là hạn chế những cái tia như tia cực tím chẳng hạn từ sáng mặt trời nó vào mắt, thì hạn chế được phần nào đó, thì khi chúng ta lớn tuổi đó thì cái khả năng đục nó cũng ít hơn so với những đối tượng khác nếu như chúng ta không có biết dùng mang kiếng hoặc là những yếu tố khác làm hạn chế lượng ánh sáng vào mắt, cũng như quá trình dinh dưỡng chúng ta đảm bảo thì cái khả năng bị đục sau này nó cũng ít hơn. Và đến đây thì chương trình Alo Bác sĩ xin được tạm dừng. Rất mong nhận được sự đóng góp của quý khán giả để chương trình ngày một tốt hơn. Mỗi ý kiến xin quý vị gửi về email của chương trình alobacsi.tt@gmail.com.